thôi. Hàng hoa đó. Nó mà thấy người, nó mà ở ngoài nó thấy người nó dí không ta? Thôi. Không. Nó thấy mình chạy thì thấy sợ chạy. Chứ đừng có lại nó là nó bút ra nó chạy á. Đừng lại gần. Mà nó vừa thấy là chạy rồi. Ôi. Má chúng ta bự ghê trời. Bự lắm chứ. Bự lắm. Đặt đây có 457 mà giờ mất giáo rồi anh em ơi. Quá nhà đồng nghiệp nào chơi kỳ quá. Đặt vòng vòng này có 5 cái à. Nãy giờ mất cái giáo rồi. Trời ơi mới mấy cái đầu tiên mà mất. Mất 7 rồi buồn quá các bạn ơi. Đó đó chỗ mà sụp đó Tài. Dưới đó, bên này nè, bên này. Có không? Trời ơi. Trời ơi vô mánh rồi anh em ơi. Lấy hên lại rồi. Đi đi ra đi ra đi ra. Lòng của anh Thiện. Móc 4 cái hình dính giờ dính lại con này. Trả lại được rồi. Hỏi diện. Chắc kia mấy 2 kg hả chú hả? Rồi 2 kg. Cái này bán kg rưỡi. Kg rưỡi hả? Kg mấy? Lại. Mất hết 4 lòng, 4 5 lòng luôn. Lượm lại con này. Hên. Ê ê sao? Sao? Ê nó chui ra kìa. Sao chui ra luôn kìa, nó chui ra luôn kìa. Tự chui ra kìa. Ừ. Thấy chưa? Ra luôn rồi. Coi cũng cỡ rồi em ơi. Dạ thì ghê chứ, thì ghê. Hình qua mấy anh em ơi. Thằng ba nhớt nó không có dám bắt luôn anh em. Tôi không dám bắt rồi đó. Đây cũng giống một công khủng đó. Hàng khủng. Tao dẫn mày lại đây nè mày đặt. Có cái này còn ngang ngay chỗ vách nè. Với lại vô cái đó. Cầm cái đầu lại kìa. Đúng rồi, tức là không có lượm dấu. Có cái da dán lọt của ông mày rõ là lộn cùm tay nè. Trời ơi. Hàng khủng nghe mấy anh em. Móc 4-5 cái giờ lượm lên cái hên. Quấn sổ luôn. Cả chục cái luôn mới dính lại cái nè. Con chuột trong bụng nó gì kìa. Còn bự lắm. Nó quấn cái đuôi nó. Giang ca nó ấy nó nặng ra luôn. Rồi, tắt à. Không có Tài. Kỳ đâu. Kỳ gì? Bữa đấy đầu đầy ra giờ nó không có mất. Còn giống cái nữa hả? Còn. Gì nữa? Cái gì? Lấy cây gài luôn, nó giục cái này nè. Có mèo phá không? Biết. Thăm cái bài tiếp theo nha anh em. Có không Tài? Lấy ra đi, lấy ra đi. Ở trong đó đó. Bảy cái đặt đó mày không nhớ mày. Có không? Bự lên đây. Ôi ôi, chúc mừng. Hồi sáng đi cũng công sức cũng không được. Giấc từ sáng giờ. Hậu hành mấy bạn ơi. Ở đây nè, tới đây nè. Rồi đang lấy vỏ đi, lấy vỏ móc vậy. Nó đựng luôn. Đâu còn túi khác hả? Không. Ai.
4 năm lần. Anh cho điện tháo cho. Móc móc nhắn nha. Trời ơi, con này bự quá bạn ơi. Nhau quá nó táp phập phập phập. Nó thở như con trâu thở. Con này người kia hô dện, người kia hô hèo các bạn. Sáng rồi mất. Rồi nửa ký hơn à. Mất 5 cái bẫy à. Nửa ký hơn à. Nè. Bỏ vô đi. Chui lên cơ mà. Trời cứ bệnh nha, bỏ vô đại đi, nhầm gì đâu. Chui lên ghê lắm. Thí rồi quăng ghi vô cái một à. Bành cái miệng bao ra lại đi. Bạn Tài này đi đánh chống da không các bạn. Lần đầu tiên làm viên ấy nên hơi lúng túng, các bạn thông cảm nha. Đấy, bảy tài ơi, bảy, bảy. Thục giá, thục giá. Đó xuống mé, mé hào luôn rồi. Ủa gì kì vậy? Bên kia. Tùm lum nhá trời. Tùm lứt không ạ? Trong đây có lứt đâu, chạy không ạ? Không xuống. Ở đây không? Ở ngoài. Ăn luôn hả? Ở ngoài đây. Đó. Đây nè. Đó. Sao không có? Thôi. Lấy cho luôn đi. Dẹp đi. Đây bữa hiện tại thăm được con rắn hổ hành 1 kg á các bạn. Nay không biết có hay không nha. Nó vô trước rồi để mình vô theo nó rồi. Lượm lúa không? Không hả? Không lượm lúa thì phát lúa cho nó nè. Hả? Rồi để mình thăm cái bẫy tiếp theo nha các bạn. Có không Tài? Có ngựa hả? Ôi trời, cái ghê. Lấy đũa đi, lấy đũa ấy nha. Con này cũng khá nha các bạn. Có 4 năm lạng ạ. Cầm nó cho. Cầm nha. Mở ra vậy.
Này thắt quá bạn ơi, nhờ có con hổ dện ký mấy 2 kg đó. Chỗ dỗ trên cho nó xuống luôn. Cặp hông lồng á, dỗ cặp hông á. Anh làm chứ. Tại nhát quá bạn ơi, nó còn mới nữa, nó nhát lắm, nó không dám bắt kìa. Đi vậy chăng chỉ sợ vắng. Nhát hơn gì. Nghiêng rồi. Đây nghiêng rồi đây. Tại nó về còn mình đi thăm cái tiếp theo nha anh. Cái đường này cũng tiện về đường nhà mình á. Nên còn có mình à. Làm cái cuối nữa. Hồi dính anh em ơi. Rồi không ngựa nữa. Rồi mình cũng xin kết thúc clip nha anh em. Tại vì giờ có mình là không ai quay cho mình bắt cho. Giữ ghê không? Con ngựa giữ ghê không? Táp đó. Thu hoạch ngày nay của mấy anh em mình được 3,6 kg. Hồi sáng bán hết 2,2 kg rồi. Còn hành này cả ký nè, ký lô nè. Ký con hổ ngựa này nữa là 2 con này được 1,4 kg. Làm ngon 3,6 kg. Thêm con này nữa chắc được 4 lạng là 4 kg luôn các bạn. Con hành bự ghê. Ôi ôi, nó bự kinh khủng này chứ. Bắt cho các bạn coi. Nó mượt ghê chưa. Ôi ôi. Một cặp tay luôn á. Cả ký luôn. Rồi mình cũng xin kết thúc cái clip thăm vắng bữa nay nha anh em. Bữa nay tổng cộng là 25,7 kg tổng cộng là được 4 kg nha anh em. Trời bây giờ chiều rồi đấy, mình ra mình lại đây mình thăm cái bẫy cuối cùng nha anh em. Còn cái cuối cùng này. Đây nằm ngay chỗ này. Rồi dính rồi, hổ ngựa đó. Trời ơi nó ối ruột ra thú quá.
này cỡ 8-9 lạng nha các bạn. Cũng lớn nha. Thì mình tháo ra cho bạn xem nha.